Đức Giáo Hoàng Francis vừa chỉ định Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo phận Hà Nội là một trong các chức sắc Công giáo từ 14 quốc gia trên thế giới được thụ phong Hồng Y. Monseigneur Pierre Nguyen Văn Nôn, Archivescovo di Hanoi, Việt Nam. Việc bổ nhiệm các tân Hồng Y lần này được cho là tăng cường thế mạnh cho giáo hội Công giáo ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, đưa quyền lực trọng tâm ra khỏi các nước phát triển. Đức Giáo Hoàng nói, việc tấn phong Hồng Y từ các lục địa trên thế giới chứng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa Vatican với các giáo hội hiện hữu trên toàn cầu. Chính trong số các tân Hồng Y đến từ các nước đang phát triển. Tòa Thánh nói điều này nêu bật cam kết của Đức Giáo Hoàng với người nghèo. Một thanh niên Công giáo thường xuyên tham gia các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam nói anh đón tin mừng của Tổng Giám mục Nhơn với niềm vui dè dặt. Anh Lê Thanh Tùng, thành viên Văn phòng Công lý Hòa bình tại Nhà thờ Kỳ Đồng. Không có lạc quan, tôi không có nhìn thấy một cái dấu hiệu gì khi Đức Tổng Phêrô được sắc phong lên Hồng Y. Mà mình đang có một cái nhận định chẳng qua là một cái sự tổng tòa khi mà Đức Hồng Y mẫn về hưu. Thì ở Việt Nam bị cấm tòa thì có thể là tòa thánh họ sắc phong thôi. Đây là rõ ràng là mang tính ngoại giao và tính thủ tục giữa Vatican và Việt Nam. Còn về mặt vấn đề tinh thần tôn giáo, cái sắc phong tôn vinh thì không nhìn thấy được ở chỗ Đức Hồng Y. Nhưng tinh thần là người Công giáo thì mình mong mỏi người Hồng Y là trước hết là người giám mục, phải là một người mục tử chuyên lọc và dám hy sinh như đoàn chuyên, mà cái gương cách đây mấy năm là có Đức Tổng Kiệt ở Đức Tổng Nhơn, không nhìn thấy được những cái nét sâu sắc như cái tinh thần như là Đức Tổng Kiệt. Có nghĩa là mình cũng không có một cái gì trông đợi cho cái tình hình giáo hội cải biến giáo hội Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ. Tôi cảm thấy vui, chắc là tôi cũng không kỳ vọng gì là bởi vì nhiều lần tôi được gặp Đức Tổng đó, thì ngài cũng đã nói là ngài rất là muốn về hưu rồi bởi vì ngài đã lớn tuổi rồi. Cái việc mà ngài được nhận Hồng Y thì tôi cho rằng là hội thánh như một lời cảm ơn ngài. Cái danh dự Hồng Y nó không phải là một cái gì để mà đo lường, nó có tính cách chính xác hoặc là một khẳng định, nhưng mà nó chỉ là một ân huệ, mà ân huệ thì Chúa muốn ban cho ai chuyện của Chúa. Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh năm 1938, nguyên là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông lên làm Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội năm 2010 sau khi vị tiền nhiệm là Tổng giám mục Giuse Ngô Văn Kiệt đệ đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe mà dư luận ngờ rằng do áp lực từ nhà cầm quyền và cũng có thể là từ Tòa thánh Vatican sau những tuyên bố khẳng khái của ngài bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.